Chào mừng tất cả các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Mở đầu tiết học ngày hôm nay của cô đó chính là hình ảnh của một bác nông dân và một con gấu to. Chuyện kể về một bác nông dân vào rừng trồng cải củ bị gấu đến quát mắng. Sự việc diễn ra thế nào, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài tập đọc Bác nông dân và con gấu Bài đọc có nội dung như sau Các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu một lần Bác nông dân và con gấu Một bác nông dân vào rừng quốc đất Trồng cải củ Mải gieo hạt Chợt ngoảnh lại Bác thấy một con gấu to lớn đang chạy tới Gấu quát ai cho mi vào rừng của ta bác nông dân rất sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp hãy để tôi gieo ít cải trên khoảnh đất này lúc thu hoạch tôi chỉ lấy gốc tất cả phần còn lại thuộc về ông trong bài đọc này các con cần chú ý nghĩa của một số từ sau đầu tiên đó chính là từ cải củ cải củ là một loại rau trồng để ăn củ nằm dưới đất củ trắng ngón lá dùng để muối dưa tiếp theo đó chính là từ khoảnh đất khoảnh đất có nghĩa là phần đất không rộng lắm cô cho mình hãy nhanh chóng chuyển sang phần luyện đọc nào để đọc tốt bài đọc này cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc các từ khó và các từ khó có trong bài như sau cờ quốc quốc sắc quốc đờ ất đất sắc đất quốc đất chờ ông trông huyền trồng cờ ai cai hỏi cài cờ u cu hỏi củ trồng cài củ ngờ anh ngoanh hỏi ngoảnh lờ ai lai nặng lại ngoảnh lại bờ in binh huyền bình tờ in tinh ngã tĩnh bình tĩnh Khờ anh khoanh hỏi khoảnh đờ ất đất sắc đất khoảnh đất thờ u thu hở ách hoách nặng hoạch thu hoạch các con hãy dừng video lại và đọc cho cô các từ này bây giờ các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc từng câu có trong bài nhé bác nông dân và con gấu một bác nông dân vào rừng cuốc đất trồng cải củ mải gieo hạt chợt ngoảnh lại bác thấy một con gấu to lớn đang chạy tới gấu quát ai cho mi vào rừng của ta bác nông dân rất sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp hãy để tôi gieo ít cải trên khoảnh đất này lúc thu hoạch tôi chỉ lấy gốc tất cả phần còn lại thuộc về ông các con hãy dừng video lại và đọc cho cô toàn bài này vừa rồi cô và các con đã cùng nhau luyện đọc bài tập đọc bác nông dân và con gấu. Cô tin rằng dưới sự hướng dẫn của cô thì tất cả các con đều có thể đọc thật tốt bài này nhé. Và để tìm hiểu bài tập đọc này, cô và các con hãy nhanh chóng chuyển sang phần tìm hiểu bài. Các con sẽ tìm hiểu bài này bằng cách suy nghĩ và trả lời cho cô một số câu hỏi sau đây. Và câu hỏi đầu tiên của cô như sau: các con hãy điền tiếp từ còn thiếu để hoàn thành câu bác nông dân nói với gấu thời gian làm bài của các con bắt đầu các con làm bài rất tốt và bây giờ là đáp án của cô ở dấu ba chấm đầu tiên cô điền từ gốc ở dấu ba chấm thứ hai cô điền từ thuộc về ông và bây giờ các con hãy cùng với cô đọc thật to đáp án này nhé lúc thu hoạch tôi chỉ lấy gốc tất cả phần còn lại thuộc về ông đây chính là câu nói của bác nông dân nói với gấu trên màn hình của cô đó chính là hình ảnh của cải củ cải củ gồm có hai phần phần gốc chính là phần củ trắng nõn nằm ở dưới đất phần còn lại có màu xanh chính là phần lá và phần ngọn ăn phần lá và phần ngọn sẽ có vị ngâm đắng vì vậy người ta chỉ dùng phần ngọn để muối dưa và bây giờ các con hãy cho cô biết bác nông dân lấy phần gốc là phần nào chính xác rồi bác nông dân lấy phần gốc chính là lấy phần củ trắng nằm ở dưới đất tiếp theo các con hãy cho cô biết phần còn lại thuộc về gấu là phần nào chính xác rồi phần còn lại thuộc về gấu là phần lá và phần ngọn đấy phần lá và phần ngọn người ta dùng để muối dưa tiếp theo các con hãy cho cô biết bác nông dân là nhân vật thế nào Chính xác rồi, bác nông dân đã khôn ngoan, có tính toán trước khi giao hẹn với gấu là bác chỉ lấy phần gốc thôi. Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu bài tập đọc Bác Nông Dân và Con Gấu. Để biết được rằng Bác Nông Dân là một nhân vật vô cùng khôn ngoan. Và bật mí với các con là bài đọc này có phần tiếp theo chúng mình sẽ chờ đón phần tiếp theo qua tiết học tiếp theo của cô nhé và bây giờ tiết học của cô đã kết thúc rồi cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các tiết tập đọc tiếp theo nhé